Luân Vũ được hỏi là hôm nay đám cưới của hai em có happy không? So happy, very happy. Tất cả mọi người trong gia đình của em sao? Anyone is happy. Đồ ăn bữa nay có được không em? Very good, excellent, perfect. Rồi. Wonderful. Anh Luân Vũ chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc nha. Và em cảm ơn anh Luân Vũ rất nhiều. Đêm nay anh Luân Vũ đã tổ chức cho buổi tiệc của em everything thành công. Rồi. Nhớ lên giáp comment giùm anh nha. Sao nhiều người lên comment không tốt làm anh cũng hơi buồn. Yeah, cảm ơn em nhiều. Thank you em.